Xin kính chào các bạn, mình đang quẹo vô chùa Linh Ẳng các bạn. Ồ, Phật Bồ Tát kìa. Chùa quá bự luôn. Chùa quá rộng lắm. Ông xe đâu ta? Ôi ôi, tượng Phật kìa. Xin kính chào tất cả các bạn, mình đang có mặt tại chùa Linh Ẳng nha các bạn. Mình đi Đà Lạt về, mình đi đường DT725 các bạn. Mình xong rồi mình đi ngang con đường đó sẽ gặp một ngôi chùa Linh Ẳng các bạn. Đây là chính diện Linh Ẳng tự. Tượng Phật Quan Âm Bồ Tát rất là cao nha các bạn. Đó. Giờ mình đi dạo một vòng xung quanh với chân tượng đó, cho các bạn xem. Đó. Bên đây là bãi đậu xe. Bãi đậu xe rất là rộng lớn. Còn ở ngoài đó là mình cách con lộ DT725 khoảng có vài chục mét thôi các bạn. Là mình thấy con chùa liền. Rồi bắt đầu mình đi dạo một vòng quanh đó các bạn. Rồi bắt đầu mình đi đi tiến vô tượng Phật các bạn. Đây là chính diện chùa. Xung quanh cảnh rất là đẹp nha các bạn. Dưới đây là có một con thác đẹp lắm. Quất cây hết rồi các bạn ơi. Tượng Phật rất là lớn, rất là cao nha các bạn. Đó. Hôm nay trời nắng đẹp lắm các bạn, trong trẻo. Ở phía dưới bên đó là có một cái thác nha các bạn. Thác chảy xiết đẹp lắm các bạn. Nó đang đi dưới chân tượng Phật các bạn, rất là cao luôn. Rất may hôm nay là chùa ở đây cho mình tham quan các bạn, cho mình vô chùa các bạn. Đó, xa cho các bạn xem cái thác. Đó, thác rất là đẹp đó các bạn. Xung quanh cảnh đồi núi này kia nó rất là đẹp luôn. Đó, ở phía dưới đó rất là đẹp nha các bạn. Thác chảy rất là xiết luôn các bạn. 2000 years later. Thank you.
Giờ này mình ra khỏi ngôi chùa chùa Linh Ẩn các bạn. Giờ mình đi hướng về Đồng Nai, mình đi đường chọn cung đường DT725 nha các bạn. Mình không ra quốc lộ 20. Mình tới về tới thành phố Bảo Lộc mình mới vòng ra.